thế là hẳn là chó to mấy con nhưng mà nó không phát hiện ra người được. Mưa to quá nó mặc áo mưa. Vâng. Nó nhổ cây. Còn hai cây luôn. Nước là cây già. Xanh 80 triệu xách tay không bán. Cây phi lao 50 triệu. Thế là coi là làm luôn hai một tuần. Làm một tuần hai cây luôn. Ép đó mà. Dưới vô rô. Dạ. Dạ. Anh Tuấn làm này, tôi xem ở cái YouTube của anh đây là làm chỗ cái cây. Bạn xem rồi à? Không, tôi thường xem hay xem ở trên cái AutoV này mà. À. Bên cái cây mẫu đơn ấy, anh nhà gần ở khu này. Có. Mẫu đơn là anh nhánh trường. Trường trường ấy. Nhánh trường. Thế hay xem này đó. Vâng. Cứ ở nhà là cứ mở xem. Nhánh trường trong Nam Định. Anh nhiều cây. Là nhiều lâu lắm. Nhiều năm rồi. Nhiều cây mẫu đơn to rồi. To. Nhưng mà nhà cháu là cứ làm là những cái cây linh tinh thôi. Đây này, cây trứng gà này. Nhỏ. Gần nhỏ. Quả. Nhỏ nhỏ nhưng mà phải có giá rất. Vâng. Ôi, bây giờ em có vào nó không gặp bác anh. Có mấy bạn nói chuyện. Qua gọi điện cho anh. Vừa anh gọi tí anh em lên đây luôn. Vâng, nhất trí ạ. Trở về nhà cao viên cao bộ để xem chỗ trồng cái mít là qua người ta lên hai buổi rồi mà người ta gọi điện xuống xem để chỗ trồng sang tháng sau mới trồng cầu trồng mít ạ à? Cuối á.
không ăn tha vùng miền trong ra là cũng được vậy. Sử văn hóa anh xuống chưa? Trong dân mà nó bóc một cái xanh vẫn bình thường này, 1-2 năm sau bắt đầu sụt chết rồi. Nó tôi không có hỏi như thế này. Em bẻ thân thân mà thành những này này vẫn lớn này là mấy to. Xong bắt đầu là tự dưng đi ở bên quay lại là thấy sụt dần. Bỏ cảnh ấy thì cảnh dưới mất tươi xong lại bị bỏ. Bỏ lần một lần. Giờ bỏ chúng ta sát gốc.